gương mẫu trong đời sống, phát huy ý chí trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đảng chính quyền vững mạnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương, góp sức lực, tiền của, trí tuệ cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, là những đóng góp thiết thực của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong những năm qua. Bằng kiến thức, trí tuệ, kinh nghiệm, nhiều người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã đầu tư, áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Họ là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, chủ cửa hàng, có doanh thu từ 500 triệu đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Đơn cử như bà Nguyễn Thị Thân, 70 tuổi ở ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Trong hơn 30 năm qua, bà vẫn âm thầm duy trì công việc kinh doanh nhà máy xay sát và sấy lúa. Khởi nghiệp từ năm 1986, chỉ với chiếc máy xay lúa nhỏ, rồi tích lũy vốn và mở rộng dần với nhà máy lớn, trở thành một trong những cơ sở sản xuất lúa gạo lớn nhất nhì trong tỉnh, với doanh thu khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm. Hiện tại, nhà máy xay sát của bà Thân còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 18 lao động, với thu nhập từ 8 triệu đến 10 triệu đồng một tháng. Không chỉ hăng hái trong lao động sản xuất, bà Thân còn tích cực với các chương trình giảm nghèo, đoàn kết tương trợ xóm làng, giúp đỡ người hoạn nạn, đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động ngày về người nghèo ở ấp xã phát động và các hoạt động an sinh xã hội khác tại địa phương. Tuy rằng tôi lớn tuổi nhưng mà tôi cũng vẫn còn làm được, lo cho mấy đứa cháu, mấy đứa con. Tôi cũng không hiến cho những người khổ cực nào giờ, thì tôi đó cũng khổ, thì giờ người ta cũng khổ, người ta mình cũng nghĩ người ta giống như mình, thì mình giúp cho người ta thì cũng không có là bao nhiêu, nhưng mà bề trên cho mình nhiều hơn, điều đó là tốt rồi. Bà Thân thì ngoài cái làm kinh tế gia đình, là một cái gương giỏi của người cao tuổi của xã Phước Thuận, làm kinh tế giỏi, ngoài ra thì bà cũng đóng góp vào cái công tác từ thiện đối với những hộ nghèo, những hộ khó khăn trên địa bàn, rồi cái công tác an sinh của địa phương. Lúc nào cũng khi địa phương có yêu cầu, có kêu gọi thì chị cũng sẵn lòng và giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ trên địa bàn của xã. Hay như bà Đỗ Thị Kiều, 62 tuổi ở phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, khởi nghiệp là công nhân may thú nhồi bông với thu nhập ban đầu ít ỏi khoảng 3 triệu đồng một tháng, chỉ làm nghề để xây dựng kinh tế gia đình. Là phụ nữ cần cù siêng năng, lại nhanh nhạy nắm bắt xu thế phát triển kinh tế thị trường, bà Kiều đã tận dụng diện tích nhà xưởng khiêm tốn chưa đầy 300 m², tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương với thu nhập hàng tháng khoảng 8 triệu đến 10 triệu đồng một người. Không chỉ là người chủ nhân hậu, nghĩa tình, bà Kiều còn tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, bà Kiều còn tích cực đào tạo nghề cho các công nhân có nhu cầu làm nghề. Chị khởi nghiệp cái nghề của chị là cách đây 13 năm rồi. Mà lúc mới mở ra, nói đúng ra là chỉ kiếm kinh tế cho gia đình thôi, kiếm việc làm cho gia đình thôi. Muốn phát triển hơn thì chị cũng muốn, nhưng mà chị không có khả năng, là tại vì chị lớn tuổi rồi. Còn nếu mà ai bây giờ chị rất là cần công nhân, ai mà muốn làm á, tới đây. Nếu mà không biết may, không biết làm thì chị chỉ cần kiên trì thôi, chị sẽ dạy. Còn nếu muốn mở xưởng á, cần hỗ trợ, chị sẽ hỗ trợ cho này làm, mở xưởng để mà làm, để kiếm kinh tế cho gia đình. Chứ chị cũng không giấu nghề. Chị muốn như là hàng hóa mà đi được vào nhiều như siêu thị, nhiều người biết đến hàng của chị để tiêu thụ nhiều, thì chị sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Mới đầu vô thì tháng cũng có mấy triệu thôi. Bây giờ làm gì làm cũng lâu năm rồi, bà chủ bà nên lương cho, tháng cũng được 7-8 triệu. Không, mình vô đây là tự nhiên mình cũng lớn tuổi rồi, giờ cũng không muốn đi đâu nữa. Là làm ở đây cũng chỗ thân quen, thì làm luôn đây luôn chứ không đi đâu nữa. Việc của nó thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó cũng không có đến nỗi mà cực lắm. Lương thì bà chủ trả thì cũng tạm ổn, cũng đủ sống. Không chỉ có bà Nguyễn Thị Thân hay bà Đỗ Thị Kiều, trong tỉnh còn hàng ngàn tấm gương người cao tuổi cũng nhanh nhạy với thị trường, làm kinh tế giỏi. Đặc biệt, họ còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, giàu lòng nhân ái, và đã thắp lên tình yêu thương bao la giữa người với người trong cuộc sống.